Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tuyên bố các cuộc tuần tra khẳng định tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông có mục đích làm giảm căng thẳng trong khu vực. Đô đốc Harry Harris hôm 10 tháng 2 hoan nghênh các nước Thái Bình Dương tham gia tuần tra với Mỹ trên Biển Đông, vốn được xem là hành động thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển này. Tuy nhiên, ông Harris từ chối xác nhận tin tức về việc Mỹ và Ấn Độ lên kế hoạch thực hiện tuần tra chung ở Biển Đông, trong khi tin cho hay Philippines đã đề xuất tiến hành tuần tra chung với Mỹ. Tháng trước, Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm chủ quyền khi một khu trục hạm Mỹ đi vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo Triton ở Hoàng Sa để khẳng định quyền tự do hàng hải.